Bản thân là một phụ nữ, tuy nhiên mình không có quá nhiều kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe cho vùng kín. Và hầu hết phụ nữ thì ai ai cũng mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Và mỗi lần như thế thì cô bé cảm thấy rất là ngứa ngáy, khó chịu, rồi khí hư ra nhiều nữa. Mà mỗi lần bị như thế thì mình cảm thấy rất là tự ti khi gần chồng. Và nếu như không phát hiện ra và xử lý kịp thời thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe một cách trầm trọng. Và thật may mắn, mọi cái lo lắng thầm kín của mình đều được giải quyết khi mà mình biết đến viên đặt phụ khoa phu thê viên mãn này. Và nó đáp ứng đủ 4 tiêu chí mà mình đang cần, đó chính là nhất sạch, nhì thơm, 3 hồng, 4 khít. Và đây chính là chìa khóa bí mật hạnh phúc của chị em chúng mình. Đúng là phải sử dụng sản phẩm thì mới thấy sự khác biệt. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ thiên nhiên, rất an toàn và lành tính. Sau khi mình sử dụng thì mình thấy vùng kín của mình sạch sẽ hơn này, thơm tho hơn này và bớt khí hư hơn rất nhiều. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình có thể đặt 1 viên hoặc 2 ngày 1 viên trước khi đi ngủ là mình đã hoàn toàn yên tâm và tự tin về sức khỏe vùng kín của mình. Và bên trong mỗi hộp viên đặt phụ khoa phu thê viên mãn là có 8 viên được chia thành 8 gói như thế này ạ. Và có cả dụng cụ hỗ trợ giúp chị em chúng ta đặt một cách dễ dàng và an toàn nhất. Và điều mình thấy bất ngờ ở sản phẩm này đó chính là bên trong mỗi hộp đều có phiếu bảo hành cam kết bồi hoàn 50 triệu nếu như phát hiện có chất cấm corticoid có trong sản phẩm. Các bạn ạ, phụ nữ sau 30 tuổi thì có rất là nhiều sự thay đổi về sức khỏe này, về sắc đẹp và cũng như là tâm sinh lý. Nên là trong giai đoạn này mọi người cần phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, nhất là quan tâm tới sức khỏe vùng kín của mình. Và khi chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn. Và chuyện chăn gối vợ chồng sẽ thăng hoa hơn, cuộc sống viên mãn hơn và công việc sẽ phát triển thuận lợi hơn rất là nhiều. Còn chần chờ gì nữa, các chị em hãy nhanh tay gọi tới số hotline của Dạ Thảo Liên hoặc để lại số điện thoại để được đội ngũ chuyên gia tư vấn và thăm khám miễn phí nhé.